Chào mừng em đến với Bro Tu. Hôm nay thì Bro Tu mới nhận được một dự án mới làm cách âm chống ồn cho xe điện. Và chiếc xe này là VinFast E34 đang rất là hot hiện nay. Và bây giờ thì Hằng mời anh em cùng theo Hằng và kỹ thuật viên của Bro Tu sẽ tới nhà khách để theo dõi quy trình cách âm chống ồn tại nhà như thế nào nhé. Và để cách âm một cách hiệu quả cho chiếc VF E34 này thì Bro Tu sẽ tiến hành làm cách âm toàn diện. Với phần sàn xe thì sẽ dán một lớp vật liệu cách âm Silent Mod của Ukraine lên. Với vật liệu này thì cái chất liệu của nó là nhựa butin, chính vì vậy nó sẽ giúp phần hạn chế cái sự rung động phần thành tôn xe. Và thứ hai là sẽ tạo thành một mối liên kết chặt chẽ thành một khối, nó giúp xe đầm và chắc hơn. Sau khi mà dán lên vật liệu Silent Mod thì chúng ta sẽ dán tiếp lên một vật liệu cách tiêu âm. Với vật liệu tiêu âm này thì chúng ta sẽ dán lớp thứ hai, nó sẽ giúp nó triệt tiêu cái tạp âm tiếng ù một cách hiệu quả. Và phần cửa, cánh cửa thì chúng ta sẽ làm cách âm 3 lớp. Lớp bên trong thì chúng ta sẽ làm một lớp vật liệu cách âm thành tôn trong, một lớp vật liệu cách âm thành tôn ngoài, và phần tắp đi nhựa thì chúng ta sẽ dán lên một lớp vật liệu tiêu âm chuyên biệt dành cho cửa. Đối với dòng xe điện E34 này thì nó êm hơn hẳn so với dòng máy dầu và máy xăng. Tuy nhiên thì Bro Tu vẫn tiến hành làm cách âm chống ồn, là dán một lớp vật liệu cách âm lên phần vách ngăn giữa cái phần khoang động cơ để hạn chế tiếng ồn một cách tối ưu nhất vào từ khoang động cơ vào phần cabin của xe. Và phần chân ga chân thắng thì chúng ta sẽ làm cách âm 2 lớp lên mức cao nhất có thể để hạn chế tiếng ồn. Đối với xe này thì tiếng ồn nó sẽ tập trung chủ yếu ở phần hốc bánh xe, và để có thể hạn chế tiếng rào lốp từ hốc bánh vọng lại cabin thì chúng ta sẽ thực hiện cách âm 3 lớp. Đầu tiên là lớp vật liệu cách âm. Sau khi mà dán vật liệu cách âm lên phần lồng về thì chúng ta sẽ tiến hành xịt phủ bằng dung dịch gột của Đức lên phần cách âm, và chúng ta sẽ dán thêm một lớp nữa, lớp thứ ba, đó là lớp vật liệu cách âm lên phần lồng về nhựa của xe để hạn chế tiếng rào lốp một cách tốt nhất, một cách hiệu quả nhất có thể. Dạ. Dạ. Khi sau khi mà cách âm á thì anh thấy cái tiếng ồn từ cái gầm vọng lên nó còn nhiều không? Nó giảm được từ khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Thế thì chắc giảm cũng gầm 60-70%. Tại xe này nó gầm thấp. Dạ. Dạ. Em nhưng mà tốt hơn nhiều, cải thiện rất là nhiều so với cái khoảng thời gian đầu em đi xe mình chưa dám. Cái xe này máy dầu là nó cái nhược điểm đó là nó ù. Nó ù với lại cái tiếng máy nó vọng vô lớn lắm. Nhưng mà khi làm xong rồi là mình thấy nó khác rõ. Đúng không? Từng mình thấy nó khác rõ. Mà lúc mà mình nhòi ga lên á, là lúc mà chưa dán á là nó cái tiếng máy nó vọng vô cao lắm. Cái cảm nhận của anh đầu tiên là cái đóng cửa là anh cũng thấy nó rất là chắc. Nó cảm giác rất là đầm, chắc sau khi lên ngồi trong xe thì cái không gian từ bên ngoài, cái độ ồn bên ngoài là nó cải thiện rất nhiều so với cái lúc trước anh chưa cách âm. Nói chung là nó về cách âm, về cái vọng bánh xe lên này, rồi cánh cửa với cách âm bên ngoài thì anh thấy nó cải thiện rất nhiều.